Cũng trong dịp ra quân đầu năm Nhâm Dần 2022, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến thăm chúc Tết một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đến thăm và chúc Tết Viettel Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận những thành quả bước đầu trong chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Viettel tiếp tục triển khai nhanh các nội dung hợp tác mà hai bên đã ký kết trong chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kỹ thuật số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, việc chuyển đổi số phải cho thấy kết quả rõ rệt trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời khẳng định thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tập đoàn triển khai các dự án này, đồng hành đưa Đà Nẵng ngày một phát triển và hội nhập. Mong muốn trong năm 22 và năm 23-24 thì Đà Nẵng phải tạo ra một cái sản phẩm thật sự là trong công tác chuyển đổi số và nó lợi ích của chuyển đổi số nó đem lại cho sự phát triển kinh tế xã hội. Rất là mong là Viettel là hỗ trợ tích cực và sở thông tin truyền thông ở là cơ quan chủ trì đầu mối giúp cho Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai cái biên bản hợp tác đó để hỗ trợ cho các sở ngành trong công tác là phối hợp với Viettel để triển khai công tác chuyển đổi số này nó rõ nét nhất. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty trong thời điểm xảy ra dịch bệnh đã tích cực hỗ trợ Đà Nẵng, xuất nhiều chuyến bay đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời chia sẻ về sự sụt giảm doanh thu của ngành hàng không trong nhiều năm liên tục, qua đó mong muốn công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến thăm chúc Tết tập thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của COVID-19. Trong năm vừa qua vẫn duy trì hoạt động, đồng thời biểu dương sự quyết tâm và nỗ lực của doanh nghiệp cùng chính quyền thành phố, không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Điều này rất có ý nghĩa đối với doanh nghiệp trong việc thực hiện các đơn hàng và giữ uy tín trên thương trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay. Tại đơn vị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng, cảm ơn những nỗ lực đóng góp của các doanh nghiệp cho sự phát triển của Đà Nẵng và cho người dân thành phố trong năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia Heineken Việt Nam là một trong những nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, có thời gian gắn bó lâu bền với thành phố Đà Nẵng và khẳng định các cấp chính quyền thành phố sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thẩm quyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.